Thì chúng ta lấy ba ngón tay thì tương đương với 5 phân để ngang vào cái rốn. Thì cái huyệt ở dưới này á là gọi là huyệt khí hải. Huyệt ở dưới là khí hải. Vậy thì bây giờ này, chúng ta đang tập thở đan điền tinh. Đan điền tinh là gì? Đan điền này là có tính chất là âm, tức là có tính chất là thủy. Thủy thì để cắt hóa, có phải không? Mà thủy là để chữa thận luôn. Thủy là chữa thận. Như vậy bây giờ nam, còn này khác à? Cái tập này là nam. Tay phải. Đặt tại khí hải. Đó là dưới rốn ạ, dưới rốn ạ. Là ba ngón tay tức là năm phần. Nữ trái. Thì tay trái. Đặt tại khí hải. Rồi tay kia cầm bên trên. Rồi ông đặt đi. Khí hải này là đan điền tinh. Đan điền tinh là đan điền âm. Rồi nguyên tắc là đặt xong, đặt sai rồi, đặt nhắc lại nè. Giữa lòng bàn tay đặt vào khí hải. Rồi tay trái chồng lên trên, đó, chồng như thế vợ chồng, nhắm mắt, cuốn lưỡi, ngậm miệng, nằm nghe, bụng phồng xẹp thế thôi. Đấy. Nhắm mắt, cuốn lưỡi, nằm nghe, bụng phồng xẹp. Quý vị để ý coi, khi là bụng phồng xẹp đó. Cái này nằm nghe người ta gọi là gì? Người ta gọi là quán tức. Quán tức. Quan sát nghe ngóng, tức là hơi thở. Quan sát nghe ngóng hơi thở thì thấy bụng nó phồng, rồi thấy bụng nó xẹp, là quán thức rồi. Bây giờ bệnh nhân đã thấy được, nghe được cái bụng phồng xẹp chưa? Nghe được cái gì? Rồi vẫn nhắm mắt lại nhá, nghe phồng xẹp, cái đó gọi là quán thức. Quán xong rồi, quán một thời gian, nghe bụng phồng xẹp rồi, nghe được tiếng bụng sôi, tức là khí từ ở trên bụng trên xuống bụng dưới. Nghe rồi, nghe ở quán. Quán xong bây giờ tập nè. Thứ hai là sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Như vậy là quán tức và sổ tức. Đầu tiên là phải quán, tức là nhận biết được sự phòng xẹp của bộ theo từng hơi thở, quán tức. Sổ tức là bắt đầu đếm hơi thở. Sổ tức là đếm hơi thở. Thì đếm khi nào xẹp cái đếm nè. Một, đó. Hai, ba. Như vậy là vừa quán. Quán là khi nào mà thấy nó xẹp thì bắt đầu đếm, là sổ. Quán tức sổ tức. Điều thứ ba, thêm ý vào. Xẹp, nắm tay. Cái ý này, xẹp, nắm tay. Xẹp, nắm tay. Xẹp, nắm tay, để ý nhé. Bụng từ từ nó thở loãng 3 nấc. Chứ nấc mới đầu lên có 2 phân. Tự nhiên nó bung cái huyệt ra ở trong đó. Nó chạy nó bung cái huyệt ra. Nó lên tới 4 phân. Nó bung ra, nó lên tới 5 phân. Tức là lên cao xuống thấp. Đó, nó bắt đầu lên đứng thứ hai rồi đó. Đó, đến nước ra cao hơn rồi đó. Tức là tự nó sẽ mở huyệt. Đó, cái hay chỗ đó đó. Thành ra cứ ngồi lý thuyết không à, Viết kìa, tự nó mở huyệt. Nước thứ nhất thứ hai không có chồng thế đâu. Có chồng thế đâu, rồi thì tới khoảng cũng vậy à. Thầy, cứ nâng nó thế nào thầy. Nó mở là mở thế nào thầy. Nhìn vào đấy nè. Tại sao nhìn, để giúp cho bác không nhìn vào viết đó. Này, ông thầy đó, nước thứ nhất, nó nâng, nước thứ hai, ba phần, bốn phần. Sao rồi mang nó,
thầy thầy nó làm sao thầy? Thì cũng vậy thôi, ngó ngay đây cho rồi. Không có viết gì hết. Không có viết gì hết. Những người viết sách là những người không bao giờ giỏi. Tôi đi học không có bao giờ viết. Viết là về nhà không biết ông thầy dạy gì quên mất rồi. Xong mai mốt hỏi mai mai ông thầy nó ba nấc nấc làm sao? Sau khi nấc nấc làm sao vậy? Đấy, bắt đầu lên nấc thứ ba rồi đó. Đấy, tự nhiên đó. Chứ bắt đầu ở khi đấy, nấc thứ ba đấy. Nấc thứ ba thì chỗ nào đâu? Là đấy theo đấy mạnh không? Đó. Rồi bây giờ bắt đầu lấy cái cặp nhà đồ. Lấy cái cặp nhà đồ mới để vào đó. Thế là bắt đầu chúng ta lên thấy 37 độ và trên đầu 36 độ là áp huyết xuống. Bây giờ thế này, bây giờ đã biết áp huyết xuống chưa này? Tập khí công là lúc nào mặt cũng đỏ, nhưng mà nếu mà chán nóng á, hơi cùng á là áp huyết vẫn lên. Mà chán á, mà nhiệt độ thấp hơn bụng á là áp huyết xuống. Mà mình không có máy này thì mình phải có cái nhiệt độ này. Cứ bao giờ để vào đây cũng khẳng ở dưới tay, lát cái tay nó nóng nó dịn mồ hôi. Còn điều thứ hai á, mình không có máy này, mình tập xong rồi mình lấy tay giờ chán, tay phải nóng hơn chán thì lá áp huyết xuống, mà chán nóng hơn tay là lên cào. Có thế rồi đây gọi là tập thở cái gì? Đan điền kinh. Đan điền kinh, đan điền kinh chữa bệnh gì? Áp huyết cao. Nhưng mà còn chữa được một bệnh nữa. Bệnh này á là cũng là nan y ạ. Hơi thở ngắn, xuyến. Tại sao? Xuyến là gì? Nghe nhắc lại, xuyến là gì? Xuyến là hơi thở ngắn bất bình thường. Một là chỉ có thở ra, hai là thở vào. Nhưng mà ngắn chỉ từ mũi nước vào họng thôi. Không? Tức là nó chỉ có thở cái đây thôi. Bây giờ ý mày ở đâu? Ý mày ở dưới đúng. Thì khí xuống đi sâu hơn, đi lâu hơn thì nó sẽ ra chậm hơn. Thành ra thay vì bây giờ nó xuống sâu rồi nó ra chậm, như vậy là hết xuyến. Còn này á, mình không biết gì dưới này cả. Tức là người ta bảo xuyến là gì? Hướng mặt lên thở, ngước mặt lên thở, hoặc là ướn vai lên thở. Tức là cái bụng không làm việc, nhưng mà kệ nó, không nghĩ gì trên. Sẽ không, tức là hơi suy đi xuống sâu, đi ra lâu, xuống sâu, ra lâu, tức là hơi thở đều. Xuyến là gì? Là hơi thở ngắn. Vậy thì cái này có phải hơi thở xuống sâu không? Hồi nãy ta nhìn thần là thở có tới đây thôi. Bây giờ ta nhìn tinh là thở sâu hơn nữa. Thì chữa được bệnh xuyến. Chữa được bệnh xuyến. Thay xuyến khỏi chữa. Chỉ có thế này thôi. Rồi bây giờ muốn cho nóng á, thì mỗi là hơi thở ra phải thêm một cái ý nữa là thần. Tinh là gì? Tinh là tự nhiên mình nằm không nước miếng mà không có ngậm miệng, không ngậm miệng thì khô miệng, ngậm miệng cuốn lưỡi. Tại sao phải cuốn lưỡi? Khi nó xuống nó có vòng nối của khí, nó lên nó mới ra nước miếng, nó bị nuốt một cái, xong rồi nó lên nó nối vòng rồi này há vòng ra rồi hai mạch điện nó cứ không có cho đông nhau thế này thì đâu được, nó phải đâu vô. Để mỗi lần đi ngang xẹt một cái nó nước miếng xẹt vào nè, tập xong mà thấy sao khô cổ họng quá. Tại vì những người ngủ mà há miệng là cổ họng khô. Tất cả những miệng căng xe lưỡi, căng xe cổ họng là vì miệng khô. Vì thế cuốn lưỡi ngậm miệng lại. Thành ra có một ông mới viết trên email nè. Tôi bị nó là trào nước miếng của bao tử. Nó lên trên họng, thành ra họng rất là khô. Bây giờ phải thầy sao chữa thì cuối cùng bao tử nhiệt nữa. Tôi đã tập thở cái bài đan điền tinh, cú lưỡi ngậm miệng. Bây giờ ông khen nó nhờ cú lưỡi ngậm miệng, tự nhiên gì đó nó không là rất miếng, không ở hơi, không trào hơi, họng không khô, rồi cú lưỡi ngậm miệng. Cái bài cú lưỡi ngậm miệng này bây giờ nếu chúng ta cho chúng ta đi vượt biên lần thứ hai thì chúng ta không bao giờ sợ khác. Vì cái khác là khi cảm giác ở cổ họng chứ đâu phải khác trong bụng đâu. Dù bây giờ uống ngày một lít chẳng nữa xong rồi, tức là uống một lít là một lít bao nhiêu, uống trong một giây vậy thì cổ họng được mát có một giây thôi. Mà bụng thế này rồi, chỗ uống một lít nữa cổ họng được mát, một giây là hai giây. Còn chi bằng ngậm nước miếng, cổ họng được mát tới 10 giây mà trong bụng khỏi phải no. Trong bụng không có no, còn nếu uống xong no quá mà vẫn cứ khác hoài. Thành đấy là một người tại sao phải đem chai nước đi, hỏi tại sao uống nước nhiều, dạ cổ họng nó khác quá.
Tại sao không biết chữa? Khác bằng cách là lấy một ngụm bỏ miệng ngậm, không cho vào vô bụng, không cho vào vô bụng. Nó nắm cái nước miếng rồi nhổ ra ngoài, trong bụng khỏi phải chứa nước, khỏe không? Khỏe không? Khỏi phải sưng cả phù chân không? Lại uống nước bỏ đây, thành mình cũng theo tây rồi, cũng đeo kè kè trong chai ngậm vào đây, nó nắm nước nhổ ra như vậy đâu có tốn, đâu có tốn nước thứ hai mà đâu có nặng bụng. Như vậy còn là mình có phải tại sao nhiều vậy? Ủa khác quá, khác thì cái nước một lít ấy, nó chỉ vô trong cái cổ họng được có một giây thôi là hết rồi, thì lát nữa nó bị lại. Bây giờ giữ nước trong vòng lâu á, 5-10 giây ấy, thì làm sao nó khác được? Chứ đâu phải là uống nước nhiều hết khác đâu. Không phải. Đó, bây giờ bụng ông ăn xôi này. Bụng xôi là gì? Nó hạ tất cả các khí mà bị chèn ép trên tim á, nó ăn xôi bụng. Và đang chuyển hóa đồ ăn này, thức ăn này, thức ăn trong này này. Thức ăn trong này á là bị bao tử á, nó giữ lâu quá nó sẽ tăng nhiệt, là áp huyết tăng. Sau cái tập bài này thì thế khỏe gọi là đan điền tinh, bài này gọi là tập đan điền tinh. Đấy, ông tập bao giờ ông không có ngậm miệng, ông phải ngậm miệng lại, cuốn lưỡi lên để cho cổ họng mát thì đầu nó mát, quên cái điểm nó là không được, tại vì nó sẽ lấy điện dương đi xuống điện âm, lấy điện dương đi xuống điện âm, nó lấy khí đi hết. Còn không mở ra nó đâu có tốt. Rồi, như vậy đây là tập đan điền tinh. Bây giờ một người mà không biết áp cao hay thấp, lúc cao lúc thấp, nếu tập cái này sợ nó cao hơn, nếu tập cái này sợ nó xuống thấp quá, thì có một cách tập khác là tập thở. Bây giờ tập thở ngon, nhưng mà coi này, ông này mới lấy tay rồi coi, ông cho biết trán ông nóng hay tay ông nóng. Bây giờ ông nói thì tôi có tin không? Chỉ có cái này mới tin thôi. 36 độ 2, 36 độ 6, cái đầu vẫn nóng, áp huyết vẫn cao như thường. Đó là vấn đề tập không đúng. Vì thế mà phải mua một cái máy nhiệt độ để vào tay này, tự nhiên thấy nó cao hơn, tay nó phải rịn mồ hôi thôi. Đây có rịn này, thật có rịn thật, nhưng mà chưa được. Mà ông có thể cảm giác thấy nóng tay thật. Rờ vai lên, quý vị lên rờ tay này, rịn bầm mà, nóng mà. Đó, thế là tập đúng đó, nhưng mà thời gian chưa đủ. Đó, cái tay rịn mồ hôi đó, như vậy cái tay này tự nhiên á, hết thì rung được cứng rồi, cảm ơn ông. Dạ, tôi xin mời thầy. Rồi, xong. Tôi tới phim khác.